À, lên chút xíu, lên chút xíu, lên chút xíu. Ừ, lên chút xíu. Lên chút xíu. Đó, đúng rồi, rồi thấy thấy tao rồi đó. Ok. Cái đó các bạn thấy không? Harry đang cầm cái camera sau, lên chút xíu, lên chút xíu, lên chút xíu. Đúng rồi. Harry đang cầm cái camera sau ha các bạn ha. Và các bạn có thấy là Harry đang quay mình và trong cái kính này nó hiển thị lên là hình của mình. Ok, hợp lý về là Hello, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Huy Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ gắn một cái món đồ chơi tiện ích lên chiếc xe cũ của mình. Đó, và mình thấy nó khá là thú vị, cho nên là mình sẽ quay cái video lại để giới thiệu cho các bạn biết cái món đồ chơi này. Tại vì mình nghĩ là nó khá là cần thiết cho những người đi xe cũ giống như mình. Thì đây là cái món đồ chơi mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, là mình sẽ gắn lên chiếc xe của mình. Xe của mình là xe 2004 Toyota Solara. Đây là cái mirror mounted dash camera. Thì các bạn, nó giống như là một cái kính chiếu hậu bình thường nha các bạn. Mình có thể mình gắn chồng lên cái kính chiếu hậu bình thường. Đây các bạn có thể thấy, đây là kính chiếu hậu của mình ha. Đó thì mình có thể gắn chồng nó lên luôn. Cái kính này nó có một cái camera nó quay ở phía trước và nó cũng có một cái camera quay ở phía sau. Khi mà các bạn chạy thì cái camera trước và camera sau nó sẽ quay và nó lưu lại giống như là một cái dash cam. Thì khi mà các bạn dè, nó sẽ hiển thị những gì cái camera nó quay được từ phía sau lên cái kính này cho các bạn thấy. Đó, những xe đời 2014 trở xuống thường là không có backup camera, cho nên là mình gắn cái món đồ chơi này lên thì nó sẽ thay thế cái backup camera của mình ha các bạn ha. Thì bây giờ mình mở ra ha các bạn ha. Đó, thì đầu tiên sẽ có cái này. Đây là cái camera của chúng ta. Đó, đó nó sẽ như thế này ha. Thì ở phía sau của nó các bạn có thấy là nó có một cái camera luôn, là cái này để dành để quay ở phía trước nè. Rồi, ở trong đây có thêm một cái camera nữa, là đây là cái camera để quay ở phía sau ha các bạn ha. Và người ta cho mình một số dụng cụ, giống như là cái dụng cụ này là dụng cụ mình tách những cái dàn mũ của xe ra để chúng ta luồn dây điện vào. Đây là cái bộ cung cấp điện cho cái camera ha các bạn ha. Mình gắm trực tiếp vô cái chỗ lấy điện ở trên xe đó, chỗ mồi thuốc á đó. Mà bây giờ thường thường là chúng ta dùng để sạc điện thoại đó các bạn. Ok, mình gỡ cái này ra ha. Đó, thì nó giống như là một cái gương vậy đó các bạn. Đó, giống một cái gương. Đó, mình gỡ cái lớp này ra luôn. Đó, các bạn thấy không? Nó giống như là một cái gương vậy đó. Khi mà chúng ta không muốn sử dụng cái camera hành trình á, không muốn sử dụng nó làm cái màn màn hình chiếu á, thì chúng ta sử dụng nó y chang một cái gương. Và khi mà chúng ta muốn xem sử dụng nó như một cái màn chiếu của camera hành trình, một cái màn hình của camera hành trình, thì chúng ta bật nó lên. Chào các bạn. Đây là Harry ha các bạn ha. Thì Harry đang gỡ cái nguồn ra đó. Bây giờ mình sẽ gắm vô cái chỗ sạc điện thoại của chúng ta và cắm vào cái kính này thử xem nó hoạt động như thế nào ha các bạn ha. Rồi sau đó mình mới setup lên. Khi mà mình mở công tắc xe lên ha, thì nó có điện thì nó sẽ có đèn như thế này ha. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đây là mình đang quay từ nó đang quay phía trước ha. Đó, các bạn thấy không? Mình nhìn xuyên qua cái mình nhìn vào thì nó giống như một cái màn hình vậy đó các bạn, giống như một cái màn hình của điện thoại của chúng ta, một màn hình tivi, và nó quay những gì có ở phía trước của nó ha. Ok, bây giờ mình đưa số 2 ra phía sau camera ngang. Đó, các bạn thấy ngón tay mình không? Các bạn thấy ngón tay mình không? Đó, hello. Thì các bạn thấy món đồ chơi của mình hôm nay như thế nào? Nếu mà các bạn thấy thích thì các bạn đừng ngần ngại cho mình một like và cũng như để lại bình luận cho mình biết nha. Và đồng thời ai mà chưa đăng ký kênh của mình thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ dưới đây và đồng thời mở cái chuông lên để có thể nhận được những video mới nhất mà mình upload lên về đời sống Mỹ ha các bạn ha. Thì bây giờ là cái camera của mình nó đã hoạt động rồi ha các bạn ha. Thì mình sẽ gắn lên cái kính của mình như thế này nè. Đó, gắn lên cái này. Và ở phía sau này á, ở phía sau này cái camera này mình có thể kéo nó ra được. Có thể kéo nó ra được để nó có thể thích hợp với lại nhiều kích cỡ kính của từng loại xe khác nhau ha các bạn ha. Đó, thì khi mà dạng gắn nó lên á thì nó sẽ như thế này. Đó, sẽ như thế này. Thì ở phía sau đây cái camera chúng ta có thể điều chỉnh được. Đó, các bạn thấy không?
mình điều chỉnh được cái camera dưới đây để làm sao cho phù hợp với góc nhìn của mình. Đó, mình muốn nó quay như thế nào thì mình điều chỉnh như thế đó. Và đồng thời các bạn có thể để ý ở đây có ngày giờ luôn ha các bạn ha. Đó, thì hiện tại mình chưa có set gì hết, thì nó đang là 18:23 ngày 21/3 thứ bảy. Tụi mình vừa mới gắn cái dây camera sau vô ha các bạn ha. Đó, lên chút xíu, lên chút xíu, lên chút xíu. Ừ, lên chút xíu, lên chút xíu, đó, đúng rồi, rồi, thấy tao rồi đó. Ok, đó các bạn thấy không, Harry đang cầm cái camera sau. Lên chút xíu, lên chút xíu, lên chút xíu, đúng rồi. Harry đang cầm cái camera sau ha các bạn ha. Và các bạn có thấy là Harry đang quay mình. Và trong cái kính này nó hiển thị lên là hình của mình. Ok, hợp lý với là... Thì cái này là touch screen luôn nha các bạn, nếu như màn hình cảm ứng luôn nha. Đó, mình có thể điều chỉnh những gì mình muốn ở trên cái màn hình này luôn ha các bạn ha. Đó, thì giống như các bạn thấy hiện tại á, mà tụi mình đang chuyển đổi từ camera trước qua camera sau. Đó, chỉ cần bấm một click thôi, nó cảm ứng rất là nhạy nha các bạn. Đó, ok, chia đôi màn hình đi. Đó, bây giờ là mình đang chia đôi màn hình ra ha, thì mình có thể thấy được ở phía trước lẫn phía sau luôn. Ok, không cần chờ gì nữa, tụi mình sẽ gắn lên xe luôn ha các bạn ha. Nhà sản xuất cho mình 4 cộng dây thun, nhưng mà thật ra mình chỉ cần 2 cộng thôi. Đó, 4 cộng thun như thế đó, để mình móc từ ở đây, móc xuống đây, để mình móc ra cái sau lưng của cái kính hậu đó các bạn. Đó, thì hiện tại Harry đang set up ha. Đó, nó sẽ làm như vậy các bạn ha. Đó, nó sẽ là như vậy, các bạn thấy không? Cộng dây thun nó ràng qua phía sau cái kính hậu của xe để nó giữ cái kính mới của mình lại. Đó, thì mình không xài cái kính hậu của xe nữa, mình xài cái kính mới này luôn. Đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái vị trí mà chúng ta muốn đặt cái camera sau ha các bạn ha. Đó, chúng ta xác định vị trí đó thì tụi mình xác định bằng cách nào. Harry sẽ ra đằng sau đặt cái camera ở một điểm nào đó, rồi mình sẽ ngồi ở trên đây, mình điều chỉnh làm sao cho tới cái đúng vị trí mà mình mong muốn ha các bạn ha. Đó, thì đây mình phải gỡ biển số ra, mình gắn lên đây như vậy nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn biển số vào và dây mình lòn ra, mình đưa dây ra phía sau đây nè. Ok các bạn, thì đây theo mình nghĩ nó là một món đồ chơi gắn lên xe khá là phù hợp với những bạn nào mà sở hữu những cái chiếc xe được sản xuất trước năm 2014 ha các bạn ha. Tại vì thường thường những chiếc xe mà được sản xuất trước năm 2014 thì nó không có cái camera nó không có camera phía sau tích hợp sẵn lên xe. Và đồng thời mình nghĩ nó cũng khá là phù hợp cho những bạn nào mà không tự tin vào khả năng da của mình, khá phù hợp cho những cô chú lớn tuổi nào mà không có tự tin vào cái khả năng lái xe của mình. Thì đây là một món đồ chơi mà chúng ta nên trang bị, đó, để cho chúng ta tự tin hơn, tránh những tai nạn không mong muốn xảy ra ha các bạn ha. Ok, thì đây là bước cuối cùng của mình ha các bạn ha. Harry đang ở phía sau để điều chỉnh lại góc của camera một lần cuối cùng. Và mình ở trên đây mình cũng có thể điều chỉnh nè các bạn. Đó, mình cũng có thể chỉnh góc lên hoặc là chỉnh góc xuống. Đó, thì bây giờ tụi mình đang muốn chỉnh cái góc làm sao mà cho nó hợp lý nhất. Như vậy là tụi mình đã set up xong cái kính chiếu hậu 2:1 ha các bạn ha. Mình vừa đặt tên cho nó là kính chiếu hậu 2:1. Đó, mình có thể nhìn được phía trước và cũng có thể nhìn được phía sau. Đây là phía sau, và khi mà mình vuốt qua đây cảm ứng thì nó hiện lên hai màn hình, mình bấm chọn ở đây là nó sẽ quay ở phía trước. Thì cả góc quay phía trước và phía sau mình đều có thể điều chỉnh góc quay lên xuống ha các bạn ha. Đó, thì mình điều chỉnh làm sao mà thích hợp nhất. Đó, cũng như ở đây là phía sau, đó, mình chỉnh lên cũng được, mình chỉnh xuống cũng được. Đó, đây là lên hết cỡ nè và xuống hết cỡ. Đó, thì mình chỉnh như thế này là hợp lý. Rồi, ok, mình sẽ để như vậy mình chạy. Bây giờ mình sẽ chạy một vòng, mình review cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ mình sẽ review là nó tự động. Mình sẽ review là nó sẽ tự động chuyển qua camera sau khi mà mình về số gia. Thì đây là mình đang ở số phạt nè. Bây giờ mình sẽ trả về số gia. Đó, tay mình không hề bấm camera ha. Thì cái camera gia, thì cái camera của mình nó sẽ tự động nó chuyển qua cái camera phía sau để nó giúp mình gia ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ làm một lần nữa. Mình đang ở số phạt nè, mình trả về số gia.
thì cái camera của mình nó tự động nó chuyển ha các bạn ha. Và đồng thời khi mà mình gia xong, mình bắt đầu mình trả vì số D thì nó sẽ tự động nó chuyển tới cái camera trước đó, thì tùy theo cái mình set. Rồi ok, bây giờ mình sẽ trả về số gia và mình đi. Đó, các bạn có thể thấy là nó rất là tiện. Rất là tiện, mình thấy được phía sau mình có những gì, mình canh được khoảng cách. Đó. Canh được khoảng cách hay các bạn ha. Đó. Ok, và khi mà mình bắt đầu chạy thì nó quay ở phía trước, nhưng mà mình lại có xe ra, mình nhường người ta. Đó, các bạn thấy rất là tiện. Nó giống như một cái màn hình vậy đó các bạn, một cái monitor. Rồi, khi mà mình chạy mình muốn nó ở cái, mình muốn nhìn ở phía sau mình có những gì thì mình cứ để nó là phía sau thôi. Đó, nó quay, nó phát trực tiếp lên cho mình, rất là tiện. Thì nếu mà xem tới đây á, bạn nào mà cảm thấy thích cái video của mình á, cảm thấy thích cái món hàng hôm nay của mình, cảm thấy thích cái món đồ chơi hôm nay của mình, thì các bạn cho mình một like và để lại bình luận cho mình biết nha. Đồng thời là đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới màu đỏ, cũng như là mở cái chuông lên để có thể nhận được những video mới nhất mà mình sẽ post lên về đời sống Mỹ nha các bạn ha. Ok, thì đồng thời mình cũng sẽ bỏ cái đường link để các bạn có thể mua được cái món này, để cho những bạn nào muốn mua về sử dụng và trải nghiệm ha các bạn ha. Thì mình mua cái con này ở Amazon. Giá gốc của nó là 80, thì bây giờ nó giảm xuống 20, ở đây có promotion nó giảm 20 thì nó còn 60 thôi các bạn ha, và 5 đồng tiền thuế nữa là khoảng 65. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi, mình trải nghiệm cho các bạn xem. Mình mới vừa đi lại các bạn, ở nhà 2 tháng ra đường ngáo luôn, ra đường ngáo luôn, quên hết đường, đi mới vừa đi lại xong giờ đang hoành lại. Ok, thì sẵn tiện mình nói cái này luôn, thì cái loại này không phải là cái loại mắc nhất, chưa phải là loại mắc nhất, nó có một cái loại 150 mấy đồng á, thì đó là loại mắc nhất. Thì cái đó nó quay được 2K. Đó, nhưng mà mình cảm thấy là nó không có cần thiết cho lắm, tại vì cái này nó đã quay được 1080 rồi. Cái 2K thì độ phân giải nó cao hơn, nó thấy rõ hơn. Nhưng mà và đối với mình là nó không cần thiết. Và nó cũng có cái loại mà nó khoảng 12 inch là nó dài như vậy nè các bạn. Đó, cái màn hình nó sẽ bự hơn. Cái này của mình có 10 inch nè, cái này của mình 10 inch thì cái 12 inch thì nó bự hơn chút xíu nữa ha. Thì cái màn hình của nó sẽ bự hơn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị lên freeway. Thì khi mà lên freeway mình sẽ quay cho các bạn xem là cái góc của cái camera này nó rộng như thế nào. Thì bình thường á, cái kính bình thường của các bạn chỉ có thể nhìn được chiếc xe ở phía sau các bạn thôi, hoặc là cao lắm là các bạn nhìn được cái lens thứ hai, cái lens bên trái và cái lens bên phải của nó. Nhưng mà cái kính này á, hồi nãy mình đi thử á, thì nó nhìn được khoảng tầm 4 lens, nó khá là rộng. Một lát nữa mình sẽ một quay và review cho các bạn xem. Rồi, mình đang ở trên freeway ha các bạn ha. Đó, thì các bạn thấy là cái góc quay này nó rất là rộng. Mình có thể thấy được hai lens ở hai bên. Đó, thấy luôn cái lens ở kế bên cái lens bên trái của mình nữa, là thấy được tổng cộng 4 lens luôn. Đó, nó rất là rõ. Nhưng mà mình dùng cái này thì mình không nên quá lợi dụng nó nha các bạn. Đừng nên quá tin vào công nghệ. Đó, thì chúng ta vẫn nên nhìn qua vai và nhìn cái kính hậu bên trái để đảm bảo an toàn. Xe này là xe của ba mình đi làm, cho nên là mình muốn trang bị cái đục món đồ chơi này, cái kính này cho ba mình, để ba mình có thể an tâm hơn trong việc là kiểu gia xe, cũng như là có camera trước, camera sau quay lại trong cái quá trình di chuyển ở trên đường, thì có gì thì mình đều có bằng chứng hết ha các bạn ha. Mình cũng yên tâm hơn một phần khi mà để cho ba mình chạy xe đi làm một mình. Thì người lớn tuổi qua Mỹ, cái trở ngại lớn nhất đối với mình thì có lẽ là lái xe. Tại vì đường xá, thứ nhất đường xá không biết, thứ hai là cái tốc độ ở bên đây nó chạy nó nhanh hơn là với bên Việt Nam, và cái văn hóa chạy xe ở bên đây cũng khác với cái văn hóa chạy xe bên Việt Nam. Cho nên là người lớn tuổi qua đây nếu mà chưa từng lái xe ở bên Việt Nam á, thì có thể là sẽ gặp trở ngại khá nhiều trong cái quá trình luyện tập, cũng như là phải tốn khoảng một vài năm chạy xe thì mới có thể chạy kiểu như là ổn định đó, chứ chưa gọi là nhận diện đâu. Ok, và
đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video của mình ngày hôm nay. Thì đây là một cái kính chiếu hậu 2 trong 1. Đó, mình đặt tên cho nó là kính chiếu hậu 2 trong 1 ha các bạn ha. Nó có camera quay phía trước, quay phía sau, và đồng thời nó tích hợp khi mà mình da, nó bật nó chuyển qua cái camera da để mình có thể thấy được ở phía sau, mình tự tin hơn khi mình da ha các bạn ha. Và nếu bạn nào thấy thích video của mình ngày hôm nay thì đừng ngại cho mình một like và để lại bình luận cho mình biết ha. Đồng thời là nhớ nhấn cái nút đăng ký kênh màu đỏ và mở cái chuông lên để có thể nhận được thông báo khi mà mình đăng tải những cái video mới nhất lên các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.